Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh đến với tiết học đạo đức lớp 2 của trường tiểu học Trung Nhất. Hôm nay chúng ta học bài tuần 23, tiết 1, lịch sự khi nhận và gọi điện thoại. Đầu tiên, cô sẽ kiểm tra bài cũ. Nếu em muốn đề nghị bạn em nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để phòng dịch bệnh, em sẽ nói gì? Theo cô, nếu em muốn đề nghị bạn mình thì nên nói lịch sự và nhẹ nhàng. Em có thể nói, dịch bệnh rất nguy hiểm, bạn hãy mang khẩu trang để phòng bệnh cho mình và người khác nhé. Bây giờ chúng ta bước vào bài mới, lịch sự ghi nhận và gọi điện thoại. Bài 1. Nghe cách nói chuyện qua điện thoại của hai bạn Nam và Vinh. Alo, tôi xin nghe. Alo, Vinh đấy à? Tớ là Nam đây. Vinh đây, chào bạn. Chân bạn đã hết đau chưa? Cảm ơn cậu, chân tớ đỡ rồi. Ngày mai tớ sẽ đi học. Hay quá, ngày mai chúng mình sẽ gặp nhau nhé. Đồng ý, hẹn ngày mai gặp lại. Qua cuộc đối thoại đó, em có thích cách nói chuyện qua điện thoại của hai bạn Nam và Vinh không? Vì sao? Hãy trao đổi với bố mẹ. Còn đây là ý kiến của cô. Cô cũng thích cách nói chuyện qua điện thoại của hai bạn Nam và Vinh vì hai bạn nói chuyện rất nhẹ nhàng và lịch sự. Như vậy, các em nhớ, khi nhận và gọi điện thoại, ta cần có thái độ lịch sự, nói năng rõ ràng, từ tốn. Bài tập 2. Em hãy sắp xếp thứ tự các câu sau thành đoạn đối thoại cho phù hợp bằng cách đánh số từ 1 đến 4. Alo, tôi xin nghe. Cháu cầm máy chờ một lát nhé. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu chào bác ạ. Cháu là Mai. Cháu xin phép được nói chuyện với bạn Ngọc ạ. Các em hãy ghi ra vở thứ tự sắp xếp đúng nhé. Bây giờ hãy cùng cô kiểm tra. 1. Alo, tôi xin nghe. 2. Cháu chào bác ạ. Cháu là Mai. Cháu xin phép được nói chuyện với bạn Ngọc ạ. 3. Cháu cầm máy chờ một lát nhé. 4. Dạ, cháu cảm ơn bác. Tiếp tục bài tập 3 nào các bạn. Hãy đánh dấu cộng vào ô trống trước những việc làm em cho là cần thiết khi nói chuyện qua điện thoại. A. Nói năng lễ phép, có thư gửi. B. Nói năng rõ ràng, mạch lạc. C. Nói trống không. D. Nói ngắn gọn. D. Hét vào máy điện thoại. E. Nhấc và đặt máy điện thoại nhẹ nhàng. Hãy ghi ra vở và đánh dấu vào đáp án đúng nhất. Kiểm tra xem có cùng đáp án với cô không nhé. A. Nói năng lễ phép, có thư gửi. B. Nói năng rõ ràng, mạch lạc. D. Nói ngắn gọn. E. Nhấc và đặt điện thoại nhẹ nhàng. Như vậy, qua bài học, khi chúng ta nhận hay gọi điện thoại cho ai đó, cần nói chuyện nhẹ nhàng, rõ ràng và lịch sự. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại tiết học sau.